nó làm bắt đầu từ khi nào? Thì từ cái đơn giản đó chúng ta sẽ đến cái phức tạp. Nếu mà nó trước tháng dịch là 1-2 tháng là nó đã bị chết, và chết đến nay do tông trùm. Mọi người nhìn cái mỏ của nó nghe, mọi người thấy không? Sức môi ở hàm ếch. Thì hôm nay mình sẽ lấy một cái chuồng nhỏ này ra để nó quản thì ảnh hưởng, chết thì nó sẽ không sai. Thử chúng ta sẽ dùng cái chuồng bự, đừng có lấy con rồng sai nhỏ mà đem cái chuồng chà bá. Còn nó bị chết thì nó ăn ít dữ lắm, có khi nó mất chuồng. Mọi người thở cái phèo nó cũng chạy, mà mọi người nhích cái chân thở nhẹ cái nó cũng chạy. Là... Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguna. Và một ngày mới mình xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha mọi người. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, là một ngày nghỉ nữa rồi, cũng lại có nói cũ. Không biết mình gặp mọi người bao nhiêu cái Chủ Nhật rồi ha mọi người. Nói về câu này thì mình xin rất cảm ơn với mọi người rằng là luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ Nghĩa Đào cho đến ngày hôm nay. Mình rất là cảm kích nha mọi người. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lời cảm ơn chân thành luôn mọi người, chứ không phải là qua lo nữa đâu mọi người. Mình luôn luôn tìm kiếm những gì đó, những gì cái cơ bản, những cái cơ bản nhất, những cái mà đơn giản nhất để mà hướng dẫn với mọi người từ cái đơn giản cái từ phức tạp, chứ không phải mình lấy cái phức tạp đó, mình lấy cái đơn giản đó mình không làm, mình chỉ làm những cái phức tạp thôi. Có nhiều lúc những anh em không biết được những cái đơn giản đó làm bắt đầu từ khi nào, thì từ cái đơn giản đó chúng ta sẽ đến cái phức tạp. Thấy mọi người, thì chúng ta sẽ từng bước một để mà tìm hiểu và chia sẻ để mọi người gặp được những cái chứng bệnh, những cái cách mà chăm rồng để mọi người chăm một con rồng tốt hơn. Thấy mọi người, mọi người biết trên tay mình đang cầm một bé gì không? Đó chính là một bé rết thường. Tại sao hôm nay mình lại cầm một bé rết này? Thì bé rết này sau trước 3 tháng dịch, từ khi 2 tháng dịch tới 1 tháng dịch, thì lúc mà nó trước tháng dịch là 1-2 tháng là nó đã bị chết, và chết đến nay gần 2 tháng mọi người, 3 tháng mọi người. Và hôm nay bé cũng đã ăn lại bình thường ha, và mập mập chết mà tông chuồng luôn mọi người ơi. Đây mọi người nhìn cái mỏ đi, mình sẽ cho mọi người xem những cái hình ảnh thật là rõ ràng, tại vì mình quay ở trong, mình quay ra thì mình luôn luôn lấy cái bát rau chuồng gầm thôi, ở trong nhà mình nó bề bộn lắm, chỗ chật hẹp quá, mọi người thông cảm ha. Đây một bé rồng này đã chết, bị cái mỏ nó bị chết nè, do tông chuồng. Mọi người nhìn cái mỏ của nó nghe, mọi người thấy không? Sức môi hở hàm ếch. Đừng có nhìn cái mỏ của mình, cái mỏ của mình nó không có gì mà để nhìn đâu. Đây chúng ta sẽ thấy được do tông chuồng nhiều, và hôm nay nó đã lành và nó đã ăn trở lại, nó mập mạp nha mọi người. Đây là một bé rết cái. Mọi người không biết đâu, trước khi nó về là nó vẫn mập mạp lắm, nhưng mà sau thời gian tự nhiên 2-3 ngày nó bị chết nhát, tông chuồng và tông các kiểu, tông mạnh luôn, gặp người lợi là bắt đầu như mình nói vậy đó. Thì hôm nay cũng đã trải qua 3 tháng, nói với mọi người nghe thật sự luôn, cái bệnh chết không có gấp được, mọi người phải kiên nhẫn, phải kiên trì. Nếu như mà mọi người muốn chơi á thì mọi người phải kiên trì, chứ mình không có gấp gáp mà để trị bệnh chết, không gấp gáp. Với lại mình nói hoài khi mà mình trị cái bệnh chết á, không phải nó cố định, anh ơi trong vòng 3 tháng trị hết, trong vòng 1 ngày trị hết, và trong vòng 5 ngày trị hết. Nó là một cái con động vật sống, trừ khi mình set up được một cái chuồng và một cái chỗ ở, hoặc là khí hậu nó như thế nào nó ổn định rồi, tâm lý nó ổn định rồi, bắt đầu nó mới hết chết. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về vấn đề chết và xử lý nó như thế nào. Hầu như trong video của mình thì mỗi một cái clip mình luôn luôn nói, thì hôm nay mình sẽ gom gọn lại một cái video thôi. Hôm nay Chủ Nhật nữa, mình sẽ gom gọn một video thôi để cho anh em khi mà muốn xem một con rồng bị chết và xử lý một con rồng bị chết nó như thế nào, thì chúng ta sẽ làm theo để nó hết chết. Thì sẵn hôm nay mình đã làm nó hết rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Mình đã thử độc rồi mọi người. Mình là một con chuột bạch. Cái gì mình làm mình thử độc trước, thì cái gì hết thì mình hướng dẫn với mọi người. Chứ nhiều lúc mình thử độc rồi nó chết, mình đâu có nói.
nhiều khi rồng nó chết rồi mình không có đăng luôn, mình cũng không có nói luôn, tại vì mình đã làm, mình đã thử đọc, mình làm trước với mọi người, rồng nó mắc mẹ nó, giờ không lẽ mình quay mình chia sẻ với mọi người sao? Mình đã làm rồng mình chết, mình đã làm rồng mình không hết bệnh thì mình chia sẻ làm cái gì, chừng nào hết thì mình hãy chia sẻ thấy mọi người. Rồi ok, mình sẽ quay trở lại, mình sẽ chuẩn bị, mọi người hãy đợi mình 5 phút mình sẽ quay trở lại với mọi người ha. À, mọi người đừng rơi màn hình nha mọi người. Hello, cảm ơn mọi người đã quay trở lại, và đây là Nghĩa Đào đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xử lý chết nó như thế nào ha. À, thì hôm nay mình sẽ lấy một cái chuồng nhỏ này ra để làm hướng dẫn, tất nghĩa là không giả thiết nữa, mình chỉ làm thật dự thật để cho mọi người ha. Thì một con rồng chết thì tất nghĩa là mọi người cũng đã hiểu tại sao nó chết và nó như thế nào chết. Thì thứ nhất thì mình cũng đã nói hoài, nó là lạ chuồng các kiểu, đem về thì mọi người không biết mọi người chơi nó như thế nào đó, thì nó chết thì nó quản thì ảnh hưởng, chết thì nó sẽ ảnh hưởng tới đầu óc, nó không có, nói chung là tâm lý nó không ổn định. Rồi thì tại sao tại vì cũng giống như mình thôi, mình bữa nay tâm lý ổn định thì mình thoải mái mình nói chuyện với mọi người à, hiểu không? Rồi ok, tại vì cái đó, những cái đó mình cũng đã nói qua hết rồi để mọi người nắm bắt, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách trị bệnh chết nó như thế nào à. Thì cái bệnh chết này mình không có kiểu như là không có quy định ngày nào hết, và cũng không có mặc định là trong 3 ngày là theo cách anh Nghĩa Đào làm trong 3 ngày nó hết, và ví dụ như 10 ngày nó hết, hoặc là 1 tháng nó hết. Có khi hồi nãy mình có chia sẻ rồi, 3 tháng vẫn cũng hết ha, nhưng chúng ta sẽ quan tâm nó nhiều hơn, đừng có bỏ bê nó các kiểu. Mọi người đem một con rồng về, thí dụ như mọi người bỏ vô một cái chuồng đó, mọi người set up đúng kiểu của mọi người mà con rồng nó hết chết, thì chúng ta sẽ thay đổi không gian, tại vì nó chưa hết chết, nó chưa thuyên giảm, thì chúng ta sẽ thay đổi chỗ khác nữa. Thay đổi đúng, mọi người nói đúng, nếu như mà thay đổi nó càng, nếu mà thay đổi hoài thì nó sẽ càng chết. Thì mọi người luôn lưu ý, nếu mà con rồng nó ổn định thì chắc chắn rằng sẽ 10 ngày 20 ngày nó sẽ tự dưng ổn định trở lại nha mọi người. Còn nó không ổn định thì tất cả, nó không ổn định thì mọi người cứ để hoài thì dần dần nó sẽ không ổn định, đến khi không bỏ, ví dụ như nó kéo dài thời gian, nó chết rồi nó không ăn rồi, nó tông chuồng nó lỗi mỏ rồi, bắt đầu nó sẽ kéo dài thời gian ra, cứ không ăn, không ăn xong suy nhược cơ thể tới ngày dặn đến chết. Chết cũng chết nha, chết cũng chết, chết cũng chết. Câu nói này là câu nói lại hôm bữa cái video nào nói vụ mới về nhà mới rồi đó, mình gom, hôm nay mình gom rồi mình nói hết nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách trị rồng Nam Mỹ bị chết tông chuồng như thế nào. Bây giờ đem về một con rồng, mình set up cái kiểu đó nó không ổn định được, thì chúng ta sẽ làm biện pháp cách ly. Thì đa số hôm bữa giờ là tất cả trong 10 ngày đảo lại trên đây thì cỡ khoảng 10 em hoặc 20 em alo anh Nghĩa Đào ơi, rồng em bị chết xử lý như thế nào. Thì không biết bây giờ có em nào thuyên giảm hay chưa ha. À, theo mình kỹ, theo mình chia sẻ với anh em đó, thì hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ luôn tất cả các anh em ha. À, thứ nhất chúng ta sẽ dùng một cái chuồng nhỏ vừa đủ size của con rồng thôi. Thí dụ như con rồng size nhỏ thì chúng ta sẽ dùng cái chuồng nhỏ, con rồng size bự chúng ta sẽ dùng cái chuồng bự. Đừng có lấy con rồng size nhỏ mà đem cái chuồng chà bá vô nha mọi người. Đây là đừng có đem con rồng bự mà ép nó vô cái chuồng nhỏ. À, chúng ta sẽ làm đủ xin lỗi, chúng ta sẽ làm đủ vừa đủ cái khối lượng cơ thể nó với cái chuồng thôi mọi người. À, chúng ta sẽ đắp như thế nào, thí dụ như mọi người không kiếm được cái chuồng nan nhỏ thì chúng ta sẽ rào thêm lưới này ha. À, thứ hai nữa chúng ta sẽ bỏ vô một cây gỗ, chúng ta sẽ lấy gỗ gì cũng được hết, và chúng ta sẽ lấy một cái chai nước suối hay là cái chai gì đó ha. À, chuẩn bị trước đi, từ từ đừng có rắp rút, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một bó rau muống nguyên dạng như thế này,
đừng có lặt nó ra nghe mọi người, đừng có tước gì hết nha. Nếu như mà mọi người ở chợ thì mọi người mua rau muống này cho mình, còn nếu như mà mọi người ở ruộng hả, đồng ở bãi gì đó tất cả, mọi người ra ruộng mọi người bẻ cho mình những cái đọt rau muống còn luôn cọng nha, vẫn còn luôn cọng dài cỡ khoảng 1 tấc rưỡi hoặc tới 2 tấc, cắt cái rụp. Đây là mình mới sang chợ mình mua bó này 6.000 đồng bạc đó mọi người, nửa ký hay gì đó. Đây, hy sinh với mọi người làm YouTuber mà mua một đầu tư rất là lớn, 6.000 đồng bạc. Mình sẽ cắt bỏ cái rễ này. Mọi người đừng có để rễ, để rễ nó mau thối lắm. Mọi người sẽ cắt bỏ như thế này và mọi người chừa như thế này nha. Chúng ta sẽ lấy một cái chai nước suối nào cũng được, đừng lấy giống mình, để đi kiếm giống mình chết cha luôn à. Chai này là chai ép cam gì đó của mấy đứa nhỏ uống. À, chúng ta sẽ bỏ vô. À, đây. Mọi người thấy đẹp không? Giống như cắm bình hoa vậy đó. Chúng ta sẽ đổ nước vô đây. À, và chúng ta sẽ ít úp một cái chuồng nó như thế nào thì để vô đây nè. Mọi người cứ để vô một góc vậy nè. Đó. Đó, để góc nào cứ để vô một góc như thế. Mọi người biết là tại sao mà mình để rau muống vô một cái ly nó như thế này, thì rau muống để vô một cái ly như vậy thì nó rất là lâu héo, thì nó lâu héo thì chúng ta sẽ không tiếp xúc nhiều. Tại vì khi mà mọi người để một cái dĩa đồ ăn vô thì tức nghĩa là một ngày là rau muống nó đã héo và mọi người sẽ thay. Nếu mọi người không thay thì mọi là nó ăn cái gì mà mọi người tiếp xúc với nó, mọi người thay thì mọi người vẫn tiếp xúc với nó. Còn cái này mọi người để thì ít nhất cả tuần lễ nó chưa héo. À, còn nó bị chết thì nó ăn ít dữ lắm, có khi nó mấp chừng 1 lá là dữ lắm rồi. À, đó chính là biện pháp hay nhất mà để đồ ăn nó không bị héo. Xong, chúng ta sẽ đắp cái chuồng như thế này. Tại sao mày lại rườm rà như thế? Nó chuồng nhỏ, gỗ, đồ ăn và thêm một cái khay nước nữa, cho nó vô một cái chuồng cho nó thấy chặt chội ha, cho nó thấy là cảm giác dòm xung quanh không trống rỗng để mà nó cảm thấy là an toàn nha. Xong vào đó chúng ta sẽ đặt nó vào một cái chỗ nào đó không thấy nữa, tức nghĩa là không thấy người ta đó mọi người, và không thấy các loại động vật khác ha. Mọi người, chúng ta sẽ chùm nó và chúng ta sẽ để riêng biệt nó một chỗ khác nào đó. Thứ nhất, ở ngoài trời thì đặt góc nào đó ít nắng thôi, một chút xíu nắng thôi. Thứ hai, ở trong nhà thì chúng ta sẽ đặt một cái bóng đèn và chúng ta sẽ canh tắt mở. Tắt mở thì không tắt ở xa chứ đừng có lợi gần. À, cứ bỏ đại nó xem như không có nó, kéo dài một thời gian sau thì nó sẽ ổn định tâm lý trở lại thôi mọi người. À, thì giống như nói thẳng ra những con rồng mà nó bị chết là tức nghĩa là nó đang có máu điên. Mọi người lại mọi người nhìn nó cái thôi nó cũng chạy, mà mọi người thổi cái phèo nó cũng chạy, mà mọi người nhích cái chân thở nhẹ cái nó cũng chạy, là nó đang có máu điên ha. Và chúng ta sẽ ổn định tâm lý nó lại, và từ từ thay vì mình cho uống thuốc, người ta thì bị khùng bị điên thì cho uống thuốc các kiểu, nhưng mà igu thì mình phải cách ly. À, nó giống như con người của mình chứ khác gì đâu ha. Đụng chạm tới nó là nó phật phọ, là nó sẽ làm hùng làm hổ với mình cho mà coi, thì cho nên chúng ta sẽ đừng đụng về nó. Mọi người thấy không, sau khi mà cái con rết của mình hồi nãy mình cầm á, mình để nó trong nhà là có khoảng 1 tháng mấy 2 tháng nó không hết, mình thay đổi chuồng các kiểu nó vẫn không hết, mình chia sẻ với mọi người nhưng mà mình vẫn làm cũng vẫn không hết. À, thấy mọi người thấy không, sau một thời gian tìm hiểu và có kinh nghiệm mình đã làm như thế này rất là có hiệu quả nha mọi người ha. Và sau đó là mình để nó ở trên góc đó đó, là mình ra vô đây là nó chả thấy gì mình hết ha. Và trên đó mình đã che một miếng vải một phân nửa bên, và trên kia là có lưới lan, thì có nắng trực tiếp vô thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới nó hết. Và chưa nắng gắt quá thì mình ra mình xịt nước thôi thì nó cũng chả nhìn thấy mình. Thì mình để nó cỡ khoảng 3 ngày nay, nó ăn rất là nhiều và cơ thể của nó đầy đặn trở lại như hồi nãy mình đang cầm nè. Thì hôm nay mình chia sẻ cách trị stress cho một bé rồng như thế nào, thì mọi người luôn luôn để ý và cách thức như thế này thì rất là hiệu quả nha mọi người. Mình cũng đã làm rất là ok. Nhớ, chỗ nào không có người ta, không có mò, không có ai, không có tất cả, không có ai đi tới đi lưu hết, và bẫy riêng biệt nó.
Rồi, ok, đây là một biện pháp tốt nhất để chữa trị cho một bé chết. Thì trong tất cả anh em nuôi bò sát thì những anh em có kinh nghiệm nhiều hơn thì mình nghĩ chắc chắn những anh em đó cũng sẽ có những cái bí quyết khác mà mình không biết. Nói thiệt thì nếu như mà anh em nào có những cái bí quyết, những cách trị bệnh chết con rồng hiệu quả hơn thì cứ comment bên dưới góp ý với mình, để sau này mình thấy hiệu quả mình sẽ chia sẻ tất cho tất cả anh em khác nữa ha, để anh em cùng đồng lòng cùng có một cái phương pháp trị bệnh chết. Cái bệnh chết đó là cái bệnh nhức đầu nhất của anh em đó. Mình nói thiệt luôn, khi đem một con rồng về mà nó cứ không ăn không uống, bỏ ăn bỏ uống bỏ ngủ bỏ đi toilet tối ngày thì tất cả mình nói chung là nó vậy là mình nặng đầu dữ dằn lắm. Mình còn nó bị vậy là còn mình bị nặng đầu nữa đó. Không ăn không uống, nó không ăn không uống thì mình cũng vẫn không ăn không uống. Thì mình luôn tìm ra những cái phương pháp trị nó, mình tìm hiểu và chia sẻ với mọi người để cho mọi người trị một cách an toàn và hiệu quả hết một hết bệnh cho con bé như thế nào ha mọi người. Rồi ok mọi người, hôm nay mình nói bấy nhiêu thôi, thì chỉ là những cái chia sẻ về trị bệnh chết đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả 100% đó mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay chủ nhật, mình chúc mọi người nhiều sức khỏe nha mọi người, và đi chơi vui vẻ sau những ngày đầu tuần đi làm việc cật lực để kiếm ra tiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ thoải mái nghỉ ngơi và vui chơi nha mọi người bên gia đình nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Nếu mọi người yêu thích video mình thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Để mình có một cái động lực nào đó hàng ngày mình sẽ làm những video chia sẻ thật là vui, thật là thú vị, thật là hiệu quả cho mọi người tìm hiểu và mọi người biết để chăm sóc một bé rồng của mình thật là tuyệt vời và hoàn hảo hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Máy bay và hẹn gặp lại.